Rồi đây là con 263 mới về nha. Khi anh em mua con 263 thì anh em có một cái lợi, đó là anh em sẽ được đi theo cái thùng. Thì cái con 263 này là cái con mạnh nhất của D-World hiện tại trong dòng máy khoan bê tông pin. Nó mạnh hơn cả con 273 nha. Dù con 273 nhìn rất là hầm hố nhưng con 273 không mạnh bằng con 263. Và con 263 này nó sẽ có khả năng kết nối với cái bộ hút bụi của D-World. Một bộ như thế này rất là ok luôn, báo giá cho anh em luôn nha. 3.890.000. Cái này chỉ đăng máy chứ không pin sạc có hầm được. Và nó có cái thùng luôn nha. Cái thùng bự ơi là bự luôn. Mua về anh em xài là cực kỳ sướng nha.